đang bắt con bự á. Cá nhiều đếm hả vậy? Ừ. Bắt con bự á. Thằng Hương nhiều đếm đã vậy. Ừ. Dù đếm hả? Hết tiệt cả dù đếm. Cho ăn thức ăn hay gì chứ gì? Cho cái này. Hai cái mà làm đi. Nấu vậy? Cơm hả? Hả? Vô đếm nha cả nhà. Mình xong rồi nha. Cái đầu bếp tôi cứ từ người Campuchia gì đây. Chào con cá coi. Đó, biết than nha cả nhà. Than này ngon à. Rồi phải khứa ra nữa cả nhà. Khứa là ớt. Tưởng là máy bay tới chiều mới về chứ hả? Có, tôi nói 45 phút rồi, là 45 phút rồi mà. Gặp cho tôi không? Không. Có số không không? Để thì không đủ. Phong ơi! Phong! Điện sao tương đây, vừa rồi. Điện sao tương đi. Thì điện ông đi cho ông chạy vô. Ông vô đây hả? Rồi mà cái đâu. Vô đếp này là đặt vấn dính nha cả nhà rồi mình nuôi nha. Nuôi cho ăn trái cây vô không à.
Đây, kho lạc nha không. Nó mua trái dừa ngon quá, nó ngon gặt. Cái này kho nước dừa. Dừa đi mua trái dừa đi. Dẹp. Dẹp ơi. Để u thâm nè. Dẹp dẹp. Lấy con thuốc, con thuốc tao lấy tiền mua trái dừa đi. Hai gà mái này có à gà? Ủa mấy cái gà này giờ ở đâu có à? Gà mái này ở đâu có à? Gọi gà cút thương rồi. Hả? Trả hả? Thanh An đâu bắt? Thanh An hả? Thanh An hả Thanh Em? Thanh An đó. Mày nói gà này trên nhà trên ai? Gà của anh Vinh con để cột á. Anh Vinh đi đào đất đó ha. Bầm nhuyễn nha cả nhà, ớt bầm nhuyễn nha, ớt nha. Dân giả miền Tây. Có cái kền nữa đó. Ừ. Cái gì? Cái cơm bắt cái này thôi tôi biết nấu. Ôi chắc nước rất ghê rồi. Chặt đi. Đó, con nước dừa nha cả nhà. Vừa nấu có vừa lấy chim mà vậy. Nhà trên YouTube. Nước màu luôn. Vô nước màu nha. Cũng gia vị mới được. Có sai chưa? Chết mẹ, quên mày cái sai quá trời. Sai trước lỗ có bán kìa trời. Nước mắm nha cả nhà. Đường nha cả nhà. Bột ngọt nha. Giúp gì thôi.
chạy đi mua trái xoài, trái xoài. Ừ. Vừa nha, chưa. Rồi, đổ tới dừa vô. Rồi. 5 phút nữa. Câu rồi, cuốn câu chưa? Rồi. Ba nhỏ không về luôn hả? Đúng bài. Hả? Đúng bài. Tôi sợ không về chứ thôi tôi cơ ngò nó câu đó làm cái dính nè. Chắc ông la đâu. Hả? Chắc ông không la đâu. Quẹ nó qua giữa ông với trời rồi nè. Không đi đánh bài gì thua rồi, không làm bài gì bài rồi sao? Kỳ. Đánh bài trong nhà không? Nào cũng quên. Má con ngáp là 500 đó quên. Gì? Có con ngáp vô con ngáp là 500 đó. 500 ngàn hả? Bà là ai có ngáp là 500 hả? Ai có ngáp là 500 đó. Rồi ai chung? Mấy tướng không có chung. Như ai không có là chung. Cái bài gì? Hả? Cái bài gì? Binh. Rồi xà bầm luôn nha. Này sao ra đổ gà nha cả nhà. Giờ trống gà ra gà. Chín trứng nha cả nhà. Trà này của em nha. Trà này cũng mẻ dữ lắm nha. Đây, con ấp nữa đây. Khét luôn. Trời ơi, đồ mới ấp dữ thần nhiều. Ấp thì quá trời trứng nhiều rồi. Đây, 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 gấp đi má. À này bắt hai nó lửng lửng rồi nha. Trời ơi con gà này chắc bị giật chết rồi nè gà, gà ơi. Gà này chắc bị mổ chết rồi nè. Đây, rau rác đây.
lên mâm nha anh em. Cái ấy thôi rồi nó lấy vô bút. Dính thì trời. Dạ. Chừng nào chỗ uống, chừng nào nó nắng, nóng ngon lắm. Cá cái mặt dữ ha. Xả tại lên rồi mời chân tôi tung vô đây một người tôn tô chén tô đây gì đó mấy giờ phòng thấy được. Xe cá bự với tao hả? Rồi vô đây vô vô xuống ba bốn lần thì mới được mà cho nhuyễn nhuyễn cho ngọt ngọt rồi ha tính. Cá này có ức ăn không có thối gắt. Cá này có ức ăn không có thối. Cá này để vài năm nó ép được rồi. Có trứng rồi đó. Bắp chển tôi mua cho nó hai cái ly thìa trống, nó mua hai cái ly thìa máy nó ép độ có chửi trong bóc. Hát ra luôn đi mà hát. Đó. Muốn hút được bảy thằng nào ăn cái nào nó muốn hút đi. Không có gì đâu, mẹ có gì cá nhậu phải kho lạ thì chẳng hạn chấm nước mắm chứ. Bò ngon quá, quá cả nhà, ngon quá cả nhà. Vô. Vô. Thích ly à? Thôi thường thôi. Thôi đi. Chăm hết đi. Cá nhà đó không anh? Cá nhà đó. Tối nay về nằm đêm. Kệ lỗ nhiêu lỗ. Lỗ. Làm cái da đi. Thôi gấp không được rồi thôi nghỉ đi. Đây nè. Ê, tối nay nằm đêm luôn mà chữ quá. Thử ráp giáp ráp giáp ha. Bữa nào được mẹ nó cũng nạo trước như vậy. Trời ơi mập. Tôi nhớ quên. Phải đặt con cá hoài không có nó ổng lên. Không, bữa nay tôi tính bắt cái hồng tông tôi nhúng giấm hết chứ. Cái hộp đó thì được. Cái hộp đó đem đi trong ông Năm Bé rồi. À? Đem qua rồi phải không? Đem qua mà còn chứ đâu đem hết. Vô. Vô. Đâu giờ chưa? Chắc làm giờ này phải về chứ. Mong có điện, nó có nổi. Mong gì trong tay kìa.
Mình cho ai đó, uống mà uống chung cái gì. Mẹ ăn da cho da nè. Có thể uống cũng yếu xìu chứ mẹ. Hai. Không. Ừ. Nhưng mà uống đâu mà. Không nhỏ không uống. Cái dạ, chưa cắn cốc cốc mà. Nãy Phúc kêu nhậu mà không nhậu. Đợi vào sớm cái đứa bự với tụi hỏng rồi cái này. Phải rồi mới chạy vô chứ đưa xong mình chạy vô lắm. Cháu Tường nói rồi hôm nay món đợi ra đây là không cho nữa, bữa hổng bắt cá trà bự nhất. Không, bữa bắt cá trà bự nữa rồi. Bắt cá vô đấy bự nhất. Chứ mà bữa chạy đi, chạy vô, chạy khang là bố người đi về là chị mẹ chống. Ngon quá cả nhà. Rượu đế nè còn gì bạn. Ngon là phải uống đế. Liên gồng luôn. Dữ dàng không? Được. Mấy người ác mà không thà gì. Được. Bố chậm lấy gì mới muốn thiệt. Lấy mày thôi. Nó không dám đền lời, nó mất lời. Dầu cái gì? Mày lại được thấy mày thấy dầu chứ vậy trời. Đúng không nha? Không biết thì chính hay gì rồi. À, nhiều đủ rồi.